Và cũng ngay sau khi phát sóng phóng sự về vụ đánh nhau của những nữ sinh ở Trà Vinh, bản tin Chuyển động 24 giờ đã liên tiếp nhận được những phản hồi của khán giả qua đường dây nóng về những vụ việc tương tự tại những địa phương khác. Trong đó thì chúng tôi đặc biệt quan tâm về câu chuyện của một nữ sinh cấp 3 học lớp 11 tại trường Trung học phổ thông Tử Đà, tỉnh Phú Thọ, sau khi bị bạn đánh thì đã không thể nói được. Nguyên nhân cháu không nói được thì vẫn đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Gia đình thì đang chờ câu trả lời. Phóng viên Chuyển động 24 giờ đã trực tiếp đến gia đình của nạn nhân để tìm hiểu thông tin. 6 tháng nay, những cuộc trò chuyện của hai mẹ con chị Hằng giờ chỉ thông qua ám hiệu, hoặc phải bằng những dòng chữ như thế này. Việc con chị Hằng không nói được bắt đầu từ 6 tháng trước. Theo gia đình lý giải, cháu đã bị các bạn ở trường đánh hội đồng chỉ vì hiểu lầm từ những dòng viết trên Facebook. Lúc con tôi bị đánh về là đầu óc con tôi bù xù lên và mặt tôi, con tôi sưng bầm tím với lại môi chảy máu. Vẫn thôi cứ cố ăn cháo ăn lão là thôi đi học về là mấy thời gian đấy là đau thì cứ thôi cứ cố. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, nguyên nhân cháu không nói được là do căng thẳng về mặt tâm lý. Cháu đã phải nghỉ học hơn 5 tháng để gia đình tiện chăm sóc. Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Cứ lúc nào cũng nghĩ đến con tôi. Nếu mà tôi chết đi mà con tôi không khỏi thì tôi phải đành chấp nhận theo cái số phận vậy. Chứ biết làm nào cô. Không có tiền, chị Hằng đã phải chạy vậy vay tiền chữa trị. Nhưng đến giờ, bệnh tình của con vẫn không biến chuyển. Ngày ngày, con chị Hằng vẫn khoác trên mình bộ quần áo đồng phục. Thế nhưng, bao giờ cháu mới có thể quay trở lại được trường lớp thì vẫn chưa thể xác định được. Trả lời phóng viên Chuyển động 24 giờ liên quan đến vụ việc, đại diện của trường Trung học phổ thông Tử Đà cho biết là đã có hình thức hạ hạnh kiểm của những học sinh tham gia đánh bạn nhưng vẫn đang chờ điều tra của cơ quan công an để đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng. Và chúng tôi đã liên hệ làm việc với cơ quan công an tại địa phương. Cơ quan này cũng đang chờ đợi kết luận của cơ quan y tế để quyết định có khởi tố vụ án này hay không. Điều gì đang chờ đợi tương lai của nạn nhân trong vụ việc trên khi mà những di chứng của vụ bạo lực học đường đang làm em không thể cất lên tiếng nói? Điều gì đang chờ đợi những em học sinh đã đánh bạn của mình? Dù gì đi chăng nữa thì đó đều là những kết cục đáng buồn. Các em học sinh đều không thể ý thức được những hành vi mất kiểm soát trong lúc nóng giận của mình. Có lẽ đây là điều mà chúng tôi đã ghi nhận được trong lời xin lỗi muộn màng của hai trong số bốn em đã đánh bạn trong câu chuyện kể trên. Hôm lên Facebook thì thấy bạn Hà đăng lên một cái status là chửi những bạn đã từng mượn điện thoại của bạn đấy. Thì em không biết là bạn nào mượn xong làm hỏng vì em là người từng mượn ạ. Hôm sau đến hỏi bạn đấy thì em bảo là sao hôm qua mày lại chửi tao trên Facebook. Thì bạn ấy bảo là tao chửi mày đâu. Mấy hôm trước thì bạn chửi em thì hôm sau sang đấy thì em thấy các bạn đang nói nhau thì bạn chối bạn không nhận. Thế là bạn em lại em tát bạn gái. Lần đầu tiên thì bạn ấy ngồi ở ghế thì em dùng tay này tát vào má bên trái của bạn một cái. Còn lần thứ hai là em tát vào vai. Tất cả bọn em cùng đánh thì cùng lắm là cũng chỉ bị tím mặt hay gì đấy thôi, không đến mức phải bị bạn nỗi là giọng bạn không nói được. Thực sự đầu tiên ban đầu em cũng không biết là bạn ấy như thế, là bây giờ em đánh bạn ấy em thấy là sai. Khi mà em đánh bạn xong thì đều có suy nghĩ, em thấy có lỗi với bạn. Nhưng mà trong lúc mình tức giận quá mình không có kiềm chế được bản thân. Bố mẹ